Hello tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Chúc anh em ngày mới tốt lành nha. Thì clip này mình sẽ làm một cái video hướng dẫn chỉnh tâm ngắm cho anh em nào mà chưa biết nha. Nhưng anh em biết rồi thì có thể là chia sẻ kinh nghiệm lại cho anh em khác với nha. Còn đây là cách mà mình chỉnh tâm ha. Thì đầu tiên là anh em chuẩn bị một cái bàn nhé. Một cái bàn hoặc là một cái gì đó mà mặt phẳng, có thể là gắn được cái eto của mọi người, cái eto kẹp như vậy ha, và kẹp cố định cây súng ná của mình lại nhé, cố định lại. Và mình sẽ có một cái tâm ở xa, một cái tâm thì các bạn cắt một cái bìa cạc tông á đó. Xong các bạn sẽ ngắm phát đầu tiên, ngắm tạm thời thôi, ngắm sao mà trúng vô cái tấm cạc tông ở xa ha. Ví dụ các bạn muốn chỉnh tùy vào các bạn bắn ở cự ly bao nhiêu thì các bạn chỉnh tâm bấy nhiêu. Ví dụ các bạn hay bắn chim ở cự ly 10m, 15m thì chỉnh ở 10m hoặc là 15m. Nếu bắn xa hơn 30m thì chỉnh như 30m ha. Còn xa nữa thì mình nghĩ là khó chuẩn lắm. Nó sẽ có đạn lệch chứ không chuẩn xa hơn được 30m đâu. Thường thì mình chỉnh ở khoảng 10 đến 15m, 10m thôi. Vì chim mình bắn ở khoảng đấy thôi, và nó sẽ chia dịch từ 10 đến 15 hoặc là 10 lùi về 5 thì ở cái khoảng đấy thì nó ít lệch cho mọi người, ít lệch đạn. Thì ok, thì các bạn cố định cái vị trí của cái súng vào cái eto nha. Xong sau đó thì các bạn bắn một phát đầu tiên, bật ống ngắm lên nhé, bắn một phát đầu tiên thì cái này không được chia dịch nè, cái súng mình nó phải nằm im ha. Thì bắn xong bắt đầu các bạn sẽ thấy là cái tâm một đường và cái bi một đường, cái điểm bi nó đi xuyên vào cái bìa cạc tông, nó đi một đường. Thì các bạn sẽ dùng loại ngắm này thì các bạn sẽ dùng cái vít này ha, cái chẹp này các bạn vặn ha, vặn ví dụ như nó ăn đạn, nó ăn lên ăn xuống hay ăn sang ăn trái thì các bạn sẽ dùng cái này để chỉnh cả hai nút luôn, nút ở trên và ở bên hông. Thì chỉnh làm sao để cái tâm đó nó về đúng cái vị trí của cái viên đạn các bạn vừa bắn, tức là tâm và đường đạn đã trùng nhau ha. Thì chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ một phát thôi là các bạn có thể chỉnh được rồi, còn không thì chưa chuẩn lắm thì các bạn có thể chỉnh thêm phát nữa ha, test lại một phát nữa và cũng chỉnh như y chang như vậy luôn đó. Đó là cái cách mà ở nhà các bạn có điều kiện, có cái bàn, có cái eto kẹp vào ha, thì các bạn chỉnh rất là nhanh, rất là chuẩn. Còn nếu trường hợp mà các bạn đi ra ngoài ha, đi ra ngoài mà mình bị nhảy tâm, bị lệch tâm rồi mà mình không có cái gì cố định để mình chỉnh như cách này thì các bạn sẽ căn thôi. Các bạn cũng đặt một cái bia nào đó, kiếm một cái tấm gì đó, cái tấm giấy càng tốt là để khi các bạn bắn thì nó sẽ hiện cái vết bi lên đấy. Thì ví dụ mình bắn xong rồi, bắn xong mình để im, cố gắng giữ im cái ná của mình ha, cái súng của mình nhá. Thì ví dụ như nó lệch tâm bao nhiêu thì mình sẽ chỉnh trừ hao căn thôi ha. Mình căn kiểu như là mình cảm giác rồi đó, mình bắn mình cảm giác rồi đó. Xong bắt đầu bắn tiếp phát nữa mà nó vẫn chưa vào cái tâm mình để test á, nó còn lệch đâu mình lại căn thêm miếng nữa. Là cứ làm như vậy ít một mọi người thì là nó sẽ chuẩn ha. Đó là cái cách mà mình không có cái tô kẹp như vậy, còn có như vậy thì nó dễ rồi ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ test thử cây này, thì mình cũng mới làm xong, mình chưa test tâm. Bây giờ mình test luôn ha. Ok. Rồi thì cái phát đầu tiên đó là mình bắn đại ha, thì đường ngắm của mình chưa trúng vào cái bia đó. Thì bây giờ bắn phát thứ hai thì nó đã trúng vào bia ở ngay giữa rồi. Còn bây giờ mình sẽ chỉnh tâm ngắm xuống ha. Đây, mình cho mọi người xem. Hiện tại thì là mọi người sẽ thấy ha.
Đây à. À, đây là cái vị trí mà đạn mới bắn, còn cái tâm đỏ của mình nó đang nằm ở đâu trên đây này. Đấy hả, mọi người xem nhé. Đó mọi người thấy không? Thì cái tâm đỏ của mình nó đang lệch trái một chút và ăn lên ha, lên trên cao luôn. Đó mọi người thấy không? Đó. Thì bây giờ là mình sẽ chỉnh tâm xuống nhé. Rồi, ok, bây giờ mình chỉnh tâm về rồi, bây giờ mình bắn thử cái tâm nãy mình vẽ ha, để xem nó trúng không nhé. Đây ha mọi người, nó ăn bên cạnh luôn này, ăn bên cạnh luôn. À, chỉnh lại tâm một tí xíu nữa ha. Ok, thì bây giờ là phát thứ ba ha. Mình đã chỉnh thêm một chút tí xíu rồi. Wow. Wow, tuyệt vời anh em. Tuyệt vời ha. Ăn ngay tâm rồi nha. Quá tuyệt vời luôn, quá chuẩn luôn. Ok, good job. Rồi. Rồi, ok. Ok anh em. Vậy là cái hướng dẫn chỉnh tâm của mình cho các bạn chưa biết cũng đã xong ha. Thì các bạn thấy dễ không? Khá đơn giản thôi, chỉ cần 3 phát. 3 phát thôi là ăn tâm chuẩn luôn đấy. Ngay giữa tâm luôn. Cái tâm nhỏ bằng đầu đầu ngón tay của mình thôi, nhưng mà nó ăn giữa tâm rồi ha. Thì khi các bạn chỉnh tâm được chuẩn rồi thì các bạn đi bắn nó rất là chuẩn luôn, rất là tự tin luôn. Mình cái cây đợt rồi mình làm á, mình đã bắn 2 hôm đầu thì nó rất là chuẩn. Bắn hạ rất là ok.
Tới lần thứ ba đi mình chủ quan, mình không can tâm lại, không chỉnh lại. Kiểu như nó bị lệch tâm mọi người. Thì cái lệch tâm này thì cũng có thể là nguyên nhân là do một phần ống kính nó nhảy tâm, nó lệch tâm là thứ nhất. Thứ hai một phần nữa là có thể trong quá trình mình di chuyển á, cái cánh của mình nó bị dịch đi một tí xíu này. Cánh mình mà không cố định nó cũng bị dịch một tí xíu này. Cò cũng có thể này. Rồi cái ống ngắm cũng có thể bị xê dịch, nếu các bạn bắt cái chân nó không có chắc nó cũng xê dịch thôi. Hoặc là va đập, đụng chạm gì đấy nó cũng xê dịch một tí xíu. Ngoài ra thì dây khi các bạn bắn một thời gian, dây và cái da, miếng da nó cũng sẽ nhão ra. Và nó sẽ không còn đều lực nữa, không còn chuẩn nữa ha. Thì mình khuyên các bạn là trước mỗi lần đi bắn á, các bạn nên test lại tâm. Test lại tâm, test tâm chứ không cần chỉnh tâm kiểu như vậy nó cầu kỳ ha. Test tâm thôi, các bạn có thể đặt cái gì đó lên test thử. Test nếu mà nó chuẩn rồi thì ok, còn nếu mà nó hơi xê dịch thì mình trừ hao một tí xíu mình chỉnh lại thôi ha. Ok, thì mình bắn nó sẽ hiệu quả. Còn được rồi, mình đi bắn lần thứ ba mình không chỉnh, bắn toàn mid thôi. Bắn biết bao nhiêu phát mà mid hết. Tức là nó bị nhảy tâm, lệch tâm á. Đó, cho nên nó ảnh hưởng rất là lớn cho mọi người. Thì ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip của mình nhé. Anh em thấy những chia sẻ của mình thú vị thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại anh em ở những clip lần tới. Ok, bye bye.